xin chào mọi người. Hôm nay ông nội Sam sẽ thưởng thức một cái món gọi là bánh đa nem, gói với đây là một trong những loại gia vị rất là tuyệt vời luôn đấy các bạn. Đây là một trong những con sứa nổi tiếng ở ngoài biển khơi các bạn nhé. Thì bây giờ Khải và ông nội sẽ gói bánh đa nem với sứa cho Sam và Sơ cùng ăn đây các bạn. Rồi bạn rồi các bạn, sau khi ông nội và Khải đã gói xong rồi, bây giờ sẽ cho Sam và Sơ cùng ăn nha các bạn. Sam boy bên này.
Rồi các bạn ơi, đến đây thì Khải cũng xin tạm dừng video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.